Quý vị khán giả của VTV Cup của On Football thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của trận đấu tranh huy chương đồng của môn bóng đá nam SEA Games 32, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Myanmar. Trước mắt chúng ta là sân vận động Olympic Quốc gia ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì Việt Nam trong trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái, hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Bên số 3. Đây là cơ hội cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Văn Trường bàn thắng rồi. Không hiểu sao Văn Trường lại không thể có bàn thắng trong quả bóng vừa rồi được. Rất khó hiểu, rất khó hiểu. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một món quà chơi cho. Có lẽ Văn Trường nghĩ rằng không có cầu thủ nào về bóng lót cả, nên anh hơi chậm trong nhịp dướn cuối cùng. Quá đáng tiếc, người cứu thua đó chính là Lat Wayphone, người tôi vừa nói tới. Cầu thủ sinh năm 2005 trong đội hình của U22 Myanmar. Lên bóng cho cầu thủ U22 Việt Nam. Đây là Minh Trọng. Rất thoáng. Goal! Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Hồ Văn Cường. Bàn thắng đầu tiên của Hồ Văn Cường tại SEA Games năm nay. Một trận đấu mà U22 Myanmar dâng cao đội hình và rất nhiều khoảng trống để cho chúng ta có thể khai thác. Lẽ ra chúng ta phải có tỷ số từ sớm hơn. Số lượng người trong pha tấn công vừa rồi là rất ổn. Pha băng lên rất kịp thời của Hồ Văn Cường. Quá gọn gàng. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải lấy lại tinh thần, lấy lại hình ảnh trong trận đấu ngày hôm nay. Tuyến 2 chưa thể dứt điểm. Và dứt điểm rất thiếu chính xác của Akakio. Rồi, Lê Văn Đô chuyển ngang đi. Không hiểu tại sao trong bóng vừa rồi Lê Văn Đô lại không thể ghi bàn. Thực tế dứt điểm cũng không sao cả, nhưng rõ ràng một pha bóng vừa rồi là pha bóng mà Lê Văn Đô cần phải chuyền ngang cho các đồng đội. Ta cùng xem pha bóng này. Ở góc quay này thì sẽ ra rõ ràng là không rõ lắm, nhưng ở góc quay này chúng ta có thể thấy nếu là một tình huống chuyền ngang, chuyền xuôi xuống thôi thì 100% bàn thắng sẽ thuộc về Khuất Văn Khang. Lê Văn Đô vẫn còn, đây là Hồ Văn Cường. 2-0 cho U22 Việt Nam. Cú đúp của Hồ Văn Cường. Cầu thủ thứ hai của Việt Nam lập cú đúp tại SEA Games năm nay sau Nguyễn Văn Tùng. Chạm bóng đầu tiên, sau đó dứt điểm rất tốt. Một ngày mà Hồ Văn Cường đang có cảm giác thi đấu tốt. Tất cả mọi thứ đối với anh đang diễn ra tương đối hoàn hảo. Một cú sút mù lai má ngoài rất đẹp của Hồ Văn Cường. Tốc nóc lưới của thủ thành Phi Âu Thu. Quá xa. Văn Khang cũng là một chân xuất phát tốt của U22 Việt Nam. Nhưng những trận đấu trước thì anh thường đã dự bị. Hiên Xuê. Đây là cơ hội của U22 Myanmar. Na Ông Xuê. Khá nguy hiểm. Rất may là Đoàn Huy Hoàng đã kịp thời quay người trở lại. Huy Hoàng đã gặp vấn đề về cổ chân trong pha bóng vừa rồi. Và có thể thấy rõ là thủ thành số 10 chúng ta đã có tình huống di chuyển sang phía phải, sau đó anh đã phải quay ngược lại. Đúng là như vậy, cổ chân trái của Đoàn Huy Hoàng đã gặp vấn đề. Bóng khẽ chạm chân của Lương Duy Cương và làm đổi hướng. Trụ của Huy Hoàng đã gặp vấn đề sau khi quay trở lại để đẩy đường bóng của Tết Aung. Minh Trọng. Và băng xuống là tốt, nhưng dứt điểm không tốt của Võ Minh Trọng.
Không khó. Khá tốt. Đây là cơ hội. Chưa thể dứt điểm. Quá vội vàng. Văn Khang hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong pha bóng vừa rồi. Khi đã cận chân thì anh hoàn toàn có thể nhả ra phía sau cho đồng đội của mình băng lên. Pha xử lý tốt của Quốc Việt. Cùng xem lại pha bóng này. Sự nhập cuộc tốt trong hiệp 2 của U22 Việt Nam. Vẫn là Văn Trường, cánh phải rất thoáng. Dứt điểm là không hợp lý. Cơ hội, Võ Minh Trọng. 3-0. Quá đơn giản. Rất có thể là U22 Myanmar sẽ vỡ trận trong trận đấu này. Chỉ cần một đường truyền thôi, có thể thấy là hàng thủ của U22 Myanmar bị xé toang. Họ không có sự hỗ trợ, không có sự bọc lót. Cùng xem lại pha bóng này. Minh Trọng có pha kiến tạo thứ hai. Bóng đi đúng với tầm chân trái của Quốc Văn Khang và cầu thủ này đã có bàn thắng đầu tiên của mình tại SEA Games năm nay. Dù sao ở giải đấu này thì Minh Trọng vẫn là một những điểm sáng với những tình huống lên bóng hay bên phía cánh trái của U22 Việt Nam. Những đường truyền cuối cùng của Minh Trọng có chất lượng tương đối cao. Đã có thể thấy là trong trận đấu gặp Malaysia vòng bảng. Không có gì nguy hiểm cả. Lại là khoảng trống. Pha xử lý không tốt. Pha chuyền bóng lỗi của Lan Wayphone. Đây là cơ hội. Hà phòng ngự lúng túng của U22 Myanmar. Rất có thể người thực hiện sẽ là Kun Kao Jin Hien, số 11. Và đá phạt tương đối tốt của Jin Hien. Huy Hoàng đã phải đẩy bóng chịu phạt góc. Và bàn thắng cho U22 Myanmar rất bất ngờ. Rõ ràng là thái độ thi đấu của các cầu thủ U22 Việt Nam khi dẫn 3-0 là một thái độ trùng xuống rõ ràng. Và rõ ràng là những pha mộ Việt Nam cần phải nhìn thấy một U22 Việt Nam chơi bốc lửa hơn nữa, cho dù đây chỉ là một trận đấu tranh hạng 3 thôi. Thực tế thì U22 Myanmar không có sự kháng cự trong trận đấu này, nhưng chúng ta lại không muốn ghi bàn thêm. Đây là một trận đấu mà chúng ta cần phải thi đấu một cách tưng bừng hơn nữa,